thơ và chương trình điểm phim và nhân vật điện ảnh trong tuần của Sài Gòn TV xin mến chào quý vị và các bạn. Để mở đầu như thường lệ, Hương Thơ xin giới thiệu đến quý vị những bộ phim đang được trình chiếu trong tuần này. Bộ phim đầu tiên có tựa là Mad Max Fury Road, Hương Thơ xin tạm dịch là Max Điên Con Đường Tử Thần, là tựa một bộ phim hành động viễn tưởng của đạo diễn George Miller, người nổi tiếng với bộ phim hoạt hình xuất sắc nhất của năm 2007 có tên là Happy Feet, cùng với đạo diễn hình ảnh John Seale của phim The English Patient và nhà thiết kế trang phục Jenny Piven với phim A Room with a View. Max is a cop, one of the best. Where is he out to get you? Nội dung phim Mad Max Fury Road lấy cảm hứng từ phim hoạt hình khoa học viễn tưởng Akira của đạo diễn Katsuhiro Otomo, và cốt truyện phim cũng được dựa vào loạt phim 3 phần Mad Max từng được chiếu vào năm 1979 do Mel Gibson thủ vai chính và cũng do George Miller đạo diễn. Phần cuối của Mad Max Beyond Thunderdome được công chiếu vào năm 1985 là một bộ phim có tên trong Guinness với số doanh thu kỷ lục khi kinh phí đầu tư chỉ có 318.000 Mỹ Kim và đã thu về đến 4,2 triệu Mỹ Kim. Both want the other dead. Nhân vật huyền thoại Mad Max Rod Katansky tái xuất hiện với màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng, lần này sẽ do Tom Hardy đảm nhận diễn xuất. Phim lấy bối cảnh vài năm sau khi một loạt thiên tai thảm khốc xảy đến cho toàn thế giới, đã đưa nhân loại đến chỗ diệt vong. Sa mạc đã phủ đầy bề mặt trái đất khiến cho những người còn sống sót phải điên cuồng tranh đấu giành giật nguồn sống đang dần cạn kiệt. May mắn vẫn còn tồn tại hai nhóm chiến binh có nhiệm vụ khôi phục lại trật tự thế giới. And War Boy is too sick to fight. And we'll be with Nux. Nhân vật chính trong phim nguyên là một cựu cảnh sát tuần tra đường cao tốc đang tìm sự quân bình trong tâm hồn sau nỗi ám ảnh về cái chết của vợ con sau tận thế. Look, it'll be a hard day. Max tình cờ gặp gỡ và gia nhập nhóm của Furiosa, vai này do Charlize Theron đóng. Furiosa là một người phụ nữ cố gắng vượt qua một sa mạc mênh mông, cùng với năm phụ nữ khác từng bị giam cầm và bị áp buộc làm vợ của một gã độc tài, thủ lãnh của một băng đảng hung ác và khát máu tên là Immortancho. Mỗi người phụ nữ này được xem là đối tượng quan trọng quý báu cho sự tồn tại của nhân loại. From the ashes of this world. Max là niềm hy vọng duy nhất để giúp cho nhóm của Furiosa vượt qua sa mạc để trở về quê hương yên bình, vì anh ta có nhiều kinh nghiệm đối phó với những mối nguy hiểm trên sa mạc. Tham gia bộ phim bom tấn Mad Max Fury Road lần này, nữ diễn viên gốc Nam Phi xinh đẹp Charlize Theron sẽ gây bất ngờ cho khán giả với một tạo hình mới lạ của những kẻ sống sót đang đi tìm sự sống ở sa mạc. Cô đã phải cạo đi mái tóc vàng và hóa trang lem luốc để vào vai một nữ chiến binh cụt mất một tay, một thủ lãnh gan lì và bụi bặm. Đây là lần thứ hai Charlize thay đổi diện mạo sau bộ phim Monster. Cô đã rũ bỏ hình ảnh xinh đẹp để trở thành một kẻ sát nhân có ngoại hình xấu xí trong phim Monster và đã giành được giải Oscar. It's all here. 3,000 gallons of gasoline, just like you asked. Mad Max Fury Road được thực hiện với kinh phí là 150 triệu Mỹ Kim với sự tham gia của 2.600 diễn viên quần chúng và số cảnh phim thực hiện trực tiếp tại sa mạc Namibia. Phim đã sử dụng rất ít hiệu ứng đồ họa máy tính nhưng đã tái hiện cuộc chiến trên sa mạc vô cùng sống động và hứa hẹn sẽ là một tác phẩm hành động hấp dẫn. Và biết đâu phim này lại đoạt thêm kỷ lục Guinness về doanh thu lần nữa cho nhà sản xuất. He's done this before. Many times. What a day! What a lovely day! Yeah.
Bên cạnh đó, phim còn có sự xuất hiện của hai người đẹp của Victoria's Secret, đó là Rosie Huntington và Abby Lee, trong vai những người đẹp hấp dẫn trong phim. It was an opportunity to use the new technologies and yet still do real people and vehicles in chaos. Được biết, nhà sản xuất và đạo diễn George Miller cùng với nam diễn viên chính trong phim là Tom Hardy đã rất tự tin để ký thêm hợp đồng cho hai phần tiếp theo của phim Mad Max. Phần thứ hai có tựa là Mad Max Furiosa dự kiến sẽ tiến vào quá trình sản xuất vào mùa thu năm nay. Mad Max Fury Road được phát hành dưới định dạng 2D, 3D, 4DX và IMAX. I've been working with George for about 35 years, and I've never seen George back away from what he has to do. He never takes the easy way through. George will ask you to do things. Với nội dung được dựa vào những loạt phim hành động giả tưởng có bề dày thành công lâu đời nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới và sẽ là một bộ phim không thể bỏ qua trong mùa hè năm nay. Me or everyone else. Pitch Perfect tập 2. Đây là phim âm nhạc hài hước do nữ diễn viên nổi tiếng Elizabeth Banks sẽ đóng vai trò đạo diễn kim nhà sản xuất. Kay Cannon phụ trách phần kịch bản. Oh boy, the bad boys of acapella have just gotten better. You girls are awesome. Lee horrible. I hate you. Kill yourselves. Girl power. This is a list of all of the songs that we have ever performed. There's nothing from this century on here. Đây là phần 2 tiếp nối bộ phim Pitch Perfect được chiếu vào năm 2012, một bộ phim đã trở thành hiện tượng phòng vé vì đã thu về gần gấp 7 lần kinh phí thực hiện cộng với album nhạc phim, bao gồm các ca khúc nổi tiếng được phối lại theo phong cách a cappella, đã bán được hơn 1 triệu bản trên toàn nước Mỹ và trở thành soundtrack bán chạy nhất của năm 2013. Bộ phim Pitch Perfect phần 1 cũng nhận được nhiều đề cử và giải thưởng danh giá. The Bellas gồm toàn các nữ sinh đầy cá tính với niềm đam mê ca hát, muốn khôi phục lại câu lạc bộ a cappella có truyền thống lâu đời tại trường đại học Borden và họ đã giành chiến thắng sau cuộc thi toàn quốc. Trong Pitch Perfect phần 2 này thì sau lần trình diễn thất bại thê thảm khi đang biểu diễn mừng sinh nhật Tổng thống, nhóm Borden's Bellas đã bị đình chỉ ra khỏi cuộc thi. Oh no, she has no underwear on. We have a commando situation. She's turning. Brace yourself. Để phục hồi vị thế cũ, nhóm Bellas phải chiến thắng một cuộc thi quốc tế, một cuộc thi mà chưa bao giờ đội Mỹ giành được chiến thắng. Barton Bellas, you are so tiny. We're gonna kick your ass. Your team is like a, how do you say that? A heated mess. A mess where heat is applied to it. So what once was a little messy is now even messier. Never trust a big button smiles. That girl is poison. Here we go, yo. Here we go, yo. So what? So what? So what? So what? Đối thủ của họ không còn là những người bạn học chung trường mà là những nhóm nhạc chuyên nghiệp đến từ khắp nơi, trong đó phải kể đến Death Sound Machine, đối thủ đáng gờm đến từ nước Đức. Bằng một tình bạn gắn bó của các cô gái trong nhóm, sự nỗ lực vượt qua khó khăn và đặc biệt là những giọng ca tuyệt vời, với những ca khúc ăn khách của Miley Cyrus, Beyoncé, Muse, Belle Beautiful, những màn trình diễn a cappella và vũ đạo bốc lửa sẽ chinh phục khán giả. Pitch Perfect phần 2 dài 1 tiếng 55 phút và được MPAA xếp loại PG-13. There's going to be some haters out there. They're going to look at us, Team USA, and be like, why is the most talented one Australian? Who run the world? Girls! Who run this mother? Boy, these girls have broken down every single barrier in their path. Who run the world? Inspiration to girls all over the country who are too ugly to be cheerleaders. Area 51, xin tạm dịch là khu vực tuyệt mật, tựa có một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị do đạo diễn gốc Do Thái Oren Peli phụ trách chỉ đạo và viết kịch bản. Thưa quý vị, đạo diễn Peli nổi tiếng với bộ phim Paranormal Activity được chiếu vào năm 2007. Area 51.
Birgt es vielleicht unglaubliche Geheimnisse? Der Kongress hat keine Ahnung. Area 51 là một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, có thể nói là bí ẩn nhất trên thế giới. Vị trí của khu vực này nằm cách 100 km về phía bắc của thành phố Las Vegas, Nevada. Căn cứ này nằm dưới một đáy hồ đã cạn, có tên là Groom Lake. Nhiều người tin rằng bên dưới Area 51 là cả một công trình đồ sộ với 40 tầng hầm khác nhau, đã được chính phủ Hoa Kỳ bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, có radar đặt rải rác khắp nơi, có thể phát hiện bất cứ sự lai vãng của người lạ. Ngay cả máy bay quân sự cũng không được phép bay qua không phận của Area 51. Tuy nhiên, lý do khiến cho Area 51 trở thành trung tâm của sự chú ý không phải là các dự án quân sự của Hoa Kỳ, mà chính là từ những lời đồn đãi, thiêu dệt về các nghiên cứu về người ngoài hành tinh và UFO. Das Militär habe die Bergung von außerirdischen Raumschiffen, die im Juli 1947 in der Nähe. Một trong những lời đồn đãi là vào năm 1947, có một vật thể lạ rơi xuống Roswell ở New Mexico. Năm 1951, vật thể này đã được mang đến nghiên cứu tại Area 51. Vào năm 2013, CIA đã công nhận sự hiện hữu của căn cứ này, nhưng những bí ẩn vẫn chưa được tiết lộ. It would be easier to rob a bank than to break into Area 51. It's the size of Connecticut. Uh-huh. How are they going to patrol all that? No one has ever seen footage of the base, and we could be the first ones to do it. What could be bigger than that? Before my dad disappeared, he asked me to move all of his files to someplace secret. Everything above ground is just a front. The real base is a mile underground. There's motion sensors, there's ammonia sensors, but we're going to get around these. Nội dung phim xoay quanh Great, một người lúc nào cũng bị ám ảnh về dĩa bay và người hành tinh. Trong một chuyến đi chơi cuối tuần tại Las Vegas, Reid, nguyên là một lý thuyết gia trẻ, đã thuyết phục hai người bạn khác cùng tham gia cuộc phiêu lưu khám phá những bí ẩn của Area 51, là vị trí bí mật của chính phủ, mà có nhiều lời đồn đãi cho rằng đã tổ chức cuộc gặp gỡ với con người ngoài hành tinh. You really ready for the consequences? Am I clear? Yeah, let's go. There it is. This is Area 51. The helicopter, get down. Keep moving. Turn on the thermal. The last button's pressed will be the warmest. It goes way down there. What is this? Look at this. Anti-gravity. This is not military technology. This is something else. Nhưng những gì họ phát hiện tại cơ sở bí ẩn này còn kinh sợ hơn những gì họ có thể tưởng tượng được. Phim Area 51 dài 1 tiếng 35 phút và được MPAA xếp loại R. Đến đây, Hương Thơ xin gửi đến quý vị vài thông tin thương mại đã bỏ trở cho đài, và Hương Thơ sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị những bộ phim mới đang được trình chiếu trong tuần này. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.